Hàng trăm người Triều Tiên và Hàn Quốc đoàn tụ sau khi bị chia cắt suốt hơn 6 thập niên kể từ khi chiến tranh Triều Tiên, đã nói lời từ biệt hôm thứ Tư. Gần 90 người Hàn Quốc lớn tuổi và những người thân Triều Tiên của họ đã gặp nhau vào ngày thứ Ba và cũng là ngày cuối cùng hôm thứ Tư tại khu du lịch núi Kim Cương của Triều Tiên. Những người Hàn Quốc trở về nước sau khi họ dùng bữa ăn trưa tập thể. Nước mắt tuôn rơi khi những người thân ôm hôn nhau trong những khoảnh khắc sum họp cuối cùng của họ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết một đợt đoàn tụ khác được tổ chức từ thứ Sáu đến Chủ nhật sẽ có sự góp mặt của 300 người Hàn Quốc khác. Các cuộc đoàn tụ đánh dấu lần đầu tiên nhiều người Hàn Quốc gặp lại con cái, anh chị em ruột, cô dì, chú bác hoặc cháu gái và cháu trai kể từ khi bán đảo bị chia đôi trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Cuộc đoàn tụ tuần này là cuộc đoàn tụ đầu tiên kể từ năm 2015. Khoảng 20.000 người đã tham gia 20 cuộc đoàn tụ kể từ khi khởi sự vào năm 2000.